Hello cả nhà. Hôm nay là cắt tóc lại, tại vì cái tông đơ này đi mượn của người ta, các bạn cắt hôm nay phải đi trẻ nên tút lại sơ xong đi trẻ sau. Dịch không có, không có tiền để hớt, không đi hớt được mà cũng không có tiền. Hôm nay là xếp hàng này, cắt một loạt đợt cuối rồi đi trẻ cái tông đơ nè. Dù tóc còn chưa dài, tóc vẫn còn ngắn mà vẫn lo cắt. Mới hớt bữa. Mới cắt đầu con bụng mấy hả? Ủi xếp một phần vậy á. Giống thợ không? Ăn ở không chứ cắt tới cắt lui cắt biết, cắt lui cắt biết rồi. Không phải là ăn ở không, mà là nhà hồi xưa giờ đâu có cắt tóc tại nhà đâu, đâu có đồ nghề. Cái đồ nghề này đi mượn nè cái nhà. Hôm nay tới ngày phải đi chuẩn bị trả rồi. Mượn lâu quá kỳ. Mượn lâu kỳ, cho nên là bây giờ mặc dù tóc vẫn còn ngắn nhưng mà cắt lần nữa rồi đi trả. Chứ bữa nào đi trả rồi nó dài lại cũng muốn được dài được cắt tóc. Tính cái này tính chắc quá. Có gì để mất nữa. Dịch dọc này mọi thứ là bị động hết. Tự nhiên thành thợ tóc luôn. Ai cũng thành thợ không tóc chuyên nghiệp hết trơn rồi. Hay quá hay mà. Chuyên nghiệp thì tao không biết. Khóc luôn. Mấy tiệm thợ tiệm nail là mọi người thôi buồn luôn. Bây giờ vẫn chưa cho mở cửa tiệm nail luôn. Mùa này mà cắt được cái tóc được là cắt ngắn sát vô đầu luôn cho nó lâu ra. Đi mượn. Gần đẹp rồi. Chút xíu nữa xếp đẹp rồi. Hớt mà thợ phụ, một thợ hớt, ba thợ phụ. Không, sợ bị. Tại mình chuyên nghiệp quá. Con cắt tóc không? Con cắt tóc không? Không cắt hả? Rồi, một thêm một người cái like nữa đây. Không phải vô cắt không? Tiệm này hơi đông. Tiệm hớt tóc cuối tuần hôm nay hơi bị đông. Ba khách. Trời ơi, cái tóc rớt xuống bạc không ạ? Đồ nghề đây. Thấy đồ nghề chuyên nghiệp không? Nghe quá chuyên nghiệp luôn chứ nói. Giờ đến phiên phát kéo. Như thở. Khách này muốn cắt nữa thì phải xác, không có chân dâm gì hết á. Khách này tóc ra làm sao nữa, không có dân dân từng dần dần. Rồi, khách tiếp theo. Tiếp theo đó coi. Bằng phía trước. Khách này là đẹp trai hơn khách nãy nha. Khách này là young man. Tóc bò nó nhanh ra lắm, thấy mới bữa mà giờ nó ra dài rồi. Ủa ngắn ngắn không chút nữa.
sao mẹ nói xích vô xíu rồi anh. Ừ. Đó, coi khi nào được rồi ấy nha. Được mắt bè cận mới coi nữa chết ra. Được chưa? Bên này được chưa? Coi ơi. Ừ? Được rồi. Được chưa? Rồi. Bên kia xíu nữa là vừa ha. Cho phía sau miếng, phía sau sẽ đi về tóc này mỏng lét là bữa cắt nó nhiều quá. Rồi bên này quen này. Được chưa? Rồi cắt tóc xong bây giờ là cắt baby Q nè. Cắt tóc xong rồi cắt thịt. Giờ cắt thịt nè, thanh niên nè, đẹp trai không? Đó, lớp hồn. Nhìn mặt lên cái thanh niên. Đẹp trai. Đẹp trai quá chừng luôn. Đây, đẹp còn thanh niên đây có đẹp trai nữa nè. Đó, nhìn đi nha. Hai đầu tóc. Tự cắt tại nhà luôn nè các bạn, nhìn thấy đẹp không? Rồi, chuẩn bị. Như ngoài tiệm. Đi trẻ cái tông đơ. Giờ đi trẻ tông đơ. Chuẩn bị đi trẻ tông đơ. Cắt đi, lấy kéo cắt. Có kè dĩa luôn nha. Kè dĩa mắm tôm. Ăn tráng. Bắp xào. Tôm mực nướng. Xích. Có đã. Tiếp tục là cô Tư. Cứ cuối tuần là ăn thôi các bạn ơi. Nói trong tuần các bạn hả? Trong tuần ăn là em bà. Chỉ có tuần ăn trong tuần nên bị đói. Cái này thì hello cả nhà. Có bỏ không? Có bỏ không? Có hả? Có không? Chào. Chào, hello. Vô mời cả nhà nha. Chiều nay vừa mà ăn nhậu ra rai mà vừa được ba cái đầu tóc tuyệt vời. Dịch tôi nó đẹp. Chung là hớt ba đầu tóc được 30 đồng. Được ba đầu là tổng cộng là 45 đồng á. Đó, ba cái đầu thiệt là đẹp không? Sau khi cắt tóc xong cho đó bụng có cô Tư lo cho bữa tối. Ủa, baby kêu thịnh soạn luôn. Mình cũng có kè dĩa nha. Múc luôn dĩa em. Em múc bỏ dĩa em á. Ốc xào đâu? Hả? Nó hơi nguội á. Làm cái rau mực đây. Ủa, cái nước chấm này ngon rồi nha. Tôi tự làm gì cũng ngon. Chấm nãy em sơ sơ anh tổ chức canh. Mình hơi cay đó nha. Mai trẻ tông đưa hả? Bỏ trước mình đem vô bỏ người bàn cái đứa quên đó nha. Không được rồi. Tôi rửa thì đi vào cọt cháy mất con. Cô có đầu bắp chín chưa nha? Bắp nó lị chín lắm á. Kiểu này chắc ngâm cứu mua cái tông đưa về nhà tự hớt luôn quá. Costco nó bán mấy chục đồng. Hớt thấy con đẹp mà đâu có xấu đâu. Được chưa? Nếu mà hớt xấu thì... Có thể đứng thở. Đứng thở. Nước nước rồi nó quen tay nó đẹp đó. Nó người mua đầu thôi, bữa bữa nó chữa lại đẹp à. Đầu mua hết rồi, bữa bữa cốm rồi. Hết
hôm bữa cũng đẹp, hôm nay hoàn thiện hơn. Giờ hôm nữa mình đã đi cái chân rồi biết không? Bây giờ nó chỉ tươi lưa cái nước qua. Mà dài đã không biết hết rồi mà còn dài cái thằng khác. Mình có dán rồi, bây giờ mình chỉnh lại dễ thôi. Giờ có cái miệng nào đó, miệng nào. Giờ nếu tóc dài cái này cũng quốc thẳng nó không sợ. Bao đầu. Hôm nay đầu bôi hết đẹp á. Dùng dừng sâu điều đấy. Tỉ mỉ quốc lâu lắc luôn á. Là hôm nay đẹp hơn nữa. Bữa trên chalet này. Mực nè, tôm nồi chín rồi nè, xúc xích ngon không mà, thử xúc xích nè. Thích không? Ăn nhớ. Đây đang BBQ ngon lành, uống tô cơm là chắc ăn, thấy bộ chắc ăn rồi. Mẹ cái này lắm không? Ăn miếng gì ăn cơm không? Tôi thường thôi. Uống tô cơm chắc. Ăn lại cái gì vậy? Thôi, mời mọi người. Mời. Ăn gì mà có, ăn cái trà này. Bánh tráng xúc bắp xào. Bánh xào xúc bắp xào xúc bánh tráng. Nghĩ gì không bẻ đồng giống như chị nhỏ nước máy nè. Món lạnh chứ. Ai biết ở nhà hết đúng không? Bữa lên hãng ông chú gà nó lắp đầu vợ nó đỡ hết đẹp lắm. Hồi sáng chú nhìn chú đổ con đi tiền cắt mấy liễn cái đầu 20 ông chắc ông cuối tuần ông nói để cuối tuần ông kêu vợ ông hết trời ơi gắt cái này hai vợ chồng mà rớt hết chứ không tình lộn mà đúng chứ bà hết gì mà sao bà hết vậy mẹ ông nói chắc còn chú nghi chắc chú đợi bữa đó chú đợi mũ lên làm nó lắm không đợi mũ. Ngày thứ hai rồi, làm lại đi cày lại rồi. Rồi tàu xong rồi hả? Khi nào tôi lỡ nữa? July 4 tháng 7 4 tháng 7 bắp luộc là món cuối cùng à? Ừ, tráng biển. Ủa cái này bắp giống bắp Việt Nam mình vậy ta? Bắp Mỹ mà màu trắng, bắp Mỹ mà có hai màu. Ồ, không mới luộc ra rồi cái này. Cái hột nó mềm á, cho nó giống bắp Việt Nam. Việt Nam dễ bắp mềm mềm. Thấy luộc rồi còn bắp khó luôn. Món cuối cùng luôn. Mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại video tiếp theo ha. Chúc cả nhà một tuần mới Một tuần mới thành công mới. Thành công mới vui vẻ. Yeah. Nhiều sức khỏe. Bye bye.